nguyên căn. Về rồi sao? Sao không báo một tiếng? Quản gia bà đâu? Bà quản được chuyện gì thế? Tự bà nghe đi. Chuyện này tôi cũng không quản được. Bà nhìn bà Năm người ta kìa, đi một lần là yên tĩnh được nửa tháng. Còn bà thì sao? Đồ gà mái không biết đẻ, ngoài ăn ra còn biết làm gì nữa? Bà Năm, gọi em đó. Đi đi, đến chỗ bà Tư một chuyến. Em nói với cô ta, ông đây không cho phép cô ta kêu gào nữa. Lữ đoàn trưởng đừng giận. Tôi có thể không giận sao? Hai ngày nay ở nhà có chuyện lớn. Em nói với cô ta, còn kêu gào làm hỏng chuyện lớn của tôi, tôi sẽ không khách khí nữa đâu. Đi hay không? Dạ. Cút đi. Cô đến làm gì? Cô là đồ lừa đảo. Cô cút đi. Nhỏ tiếng thôi. Tôi còn có thể lớn tiếng hơn nữa. Tôi phải đem hết chuyện của Liễu Thiên Tứ nói hết ra. Một mình tôi chết cô đơn biết bao. Tôi sẽ kéo theo cô làm chỗ chống lưng. Cô điên rồi. Tôi có thể không điên sao? Tôi ở trong này biết bao nhiêu ngày rồi. Tôi có thể không điên sao? Tôi không đợi được nữa rồi. Cô đừng giở trò này ra. Cô là tên lừa đảo. Cô căn bản không muốn cứu tôi ra ngoài. Sao cô biết? Tôi chẳng nghe thấy chút động tĩnh gì cả. Thu Hương, nếu cô còn như vậy, tôi không cách nào cứu cô ra được đâu. Cô cứ rêu rao chuyện của Liễu Thiên Tứ đi. Tôi không sợ. Em Năm, cô đừng đi. Tôi nghe cô hết. Cô nghe đây, một khi tôi có cách cứu cô ra, cô có dám trốn đi cùng tôi không? Tôi dám. Vậy cô phải nghĩ cho kỹ, lỡ như bị bắt lại, kết cục càng thảm hơn. Tôi không sợ. Cô thề đi. Tôi thề, nếu như cô cứu tôi ra ngoài, cả đời này tôi nhất định sẽ báo đáp ơn cô. Tôi không cần báo đáp. Cô chỉ cần nghe lời đừng làm ồn nữa. Đợi thêm đi.
Sắp rồi. Em Đâm, tôi nhất định sẽ nghe lời cô. Như đến bị bọn họ bắt được, cắt lưỡi chặt tay, nhất định là bọn họ hãm hại tôi trước. Được rồi, cũng được đấy. Em vừa đi, cô ta đã không làm ồn nữa. Cô ấy bị nhốt nhiều ngày rồi, hát mấy câu kịch, trút giận cũng là đương nhiên. Được rồi, vất vả rồi, về nghỉ ngơi đi. Đợi một chút, nhớ ra một chuyện. Nào, quay qua đây. Phụng Nhi, tối qua tôi nằm mơ, mơ thấy con trai tôi. Con trai? Mơ thấy nó làm gì? Nó muốn bay. Tôi sợ nó bay đi. Tôi cứ kéo lấy nó, tôi lo lắng kêu mãi. Cuối cùng nó vẫn bay đi mất. Chuyện gì thế? Em không làm khổ con trai tôi chứ? Ngày nào cũng ăn uống đầy đủ, làm sao khổ nó được? Vậy thì tốt. Cũng đã hơn 3 tháng rồi, sao vẫn không thấy bụng to ra? Khi nên to thì tự nhiên sẽ to thôi. Đợi Mã Thần Tiên đến, tôi phải hỏi ông ấy ý nghĩa của giấc mơ là gì. Con trai tại sao lại muốn bay? Chào bà Năm. Vô Lượng, Vô Tôn. Bà Năm vẫn khỏe chứ? Không khỏe. Sao lại không khỏe? Chúng chỉ là rất khỏe, vì nhìn thấy ông thì không khỏe nữa. Bà Năm, bà thật biết nói đùa. Làm gì biết nói chuyện với ông? Ông cũng xứng mặc áo đạo phục sao? Đồ lừa đảo. Mời Mã Thần Tiên. Được, mời. Bà Năm về rồi sao? Đại tiểu thư đến đang đợi ở trong phòng. Đại tiểu thư? Dạ. Cô ấy đến khi nào? Bà vừa đi là cô ấy tới. Đại tiểu thư, bà Năm về rồi. Đại tiểu thư. Đại tiểu thư. Tiểu Thúy? Dạ. Không cần tìm nữa. Đại tiểu thư chơi trốn tìm với tôi đấy. Em ra ngoài trước đi. Dạ. Da đầu béo. 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 Đưa tay cho tôi. Mẹ Năm, sâu quá. Đừng nói chuyện. Nào, lên đây. Danh. Cẩn thận đó. Mẹ Năm, mẹ đào cái hầm này làm gì vậy? Bên trong tối đen như mực, con bò bãi vẫn không đến đích. Da đầu béo. Mẹ Năm xin con một chuyện. Trong phòng có cái hầm này, con đừng nói với ai khác. Mẹ Năm, có phải mẹ muốn chạy không? Không có chuyện đó đâu. Vậy mẹ đào hầm làm gì? Mẹ đào chơi thôi. Không đúng, mẹ Năm. Mẹ đừng chạy. Mẹ mà chạy rồi, nhà này không còn ai chơi với con nữa. Được. Mẹ Năm không chạy. Nhưng cái hầm trong phòng mẹ, con nhất định không được nói với người khác. Mẹ Năm, con biết rồi. Mẹ không thích cứ ở mãi trong nhà. Con nghe mẹ con nói rồi. Mẹ bị cha cướp về. Hôm đó ở trường ngựa, mẹ đã chạy một lần rồi. Bây giờ đào hầm là muốn chạy tiếp đúng không? Cho dù mẹ muốn chạy, con cũng sẽ không nói với người khác đâu. Bởi vì mẹ nghĩa khí. Trong nhà này con thích mẹ nhất. Mẹ mạnh mẽ hơn mẹ con nhiều. Đừng nói linh tinh.
Thật đó, hôm qua mẹ con nói với con, mẹ nói mẹ sợ mẹ Lâm sẽ đẻ ra em trai cho con. Sợ là có em trai rồi, tiền trong nhà này, tương lai sẽ là của em trai, không phải của con nữa. Con không cần tiền, con muốn có em trai. Bà và cha cũng muốn có em trai. Gia đầu béo, con là đứa trẻ ngoan. Có những chuyện đợi khi con lớn rồi con sẽ biết. Nhưng bây giờ mẹ Lâm xin con một chuyện. Mẹ đào cái hầm này không được nói cho người khác. Không vấn đề, cứ để con lo. Móc tay, móc tay. Dịch bẩn chưa kìa. Mẹ Lâm rửa cho con. Chúng ta cũng làm sạch quần áo đi. Không được để người khác nhìn thấy. Đúng, không để người khác nhìn thấy. Giấc mơ này không tốt lắm. Sao ông cứ nói là không tốt vậy? Nữ đoàn trưởng, lần trước tôi có nói với ông rồi, công tử nhà chúng ta là các tinh hạ phàm. Ông mơ thấy cậu ấy muốn bay, thế chẳng phải là các tinh về trời sao? Chuyện này không được đâu. Không thấy cậu ấy không khỏe chỗ nào. Đây là điềm báo, các tinh báo trước cho ông đó. Ông phải cẩn thận, dùng những cách phù hợp là có thể giữ được các tinh ở lại. Ông nói linh tinh, cách gì? Các tinh trên trời là vinh quang phú quý, đến nhà chúng ta có thể là vẫn chưa quen. Đặc biệt là trong phòng bà Năm, có phải là không có bảo bối gì có thể trấn áp được những thứ bẩn thỉu không? Đúng là bị ông nói trúng rồi. Cô ấy đúng là không có bảo bối gì đáng tiền. Lão phu nhân tặng cô ấy Ngọc Quan Âm, cô ấy tặng người khác rồi. Bây giờ cũng không muộn. Ông bao chóng chuẩn bị hai món đồ tốt, đưa đến bên cạnh bà Năm. Các tinh nhìn thấy mà thích, đương nhiên sẽ ở lại. Nói là thứ gì? Ngọc Châu. Công tử năm sau sẽ sinh năm rồng. Rồng kịch châu. Rồng thích nhất là Ngọc Châu. Nếu như ông có trân châu hoặc là... Đợi đã. Mã thần tiên, nhìn đi, hai tháng trước mới tới đó. Dạ Minh Châu, quá tốt rồi. Ông mang viên dạ Minh Châu này để bà Năm tận tay mai một chiếc túi, rồi luôn mang theo bên mình. Các tên đương nhiên sẽ nhìn thấy. Được, còn thiếu gì không? Các tinh trên thượng giới thích ăn tiên đào, mỹ tửu. Đến nhà chúng ta đương nhiên sẽ không kém. Nhưng khí quyết ăn cơm chắc chắn không bằng trên trời. Vậy thì dễ rồi, đi theo tôi. Thần tiên, ông cũng được đấy. Có phải ông nhìn trúng món bảo bối nào của tôi rồi không? Vô lượng vô tôn, lão phu nhân, bần đạo muốn bảo bối này của bà. Mẹ, không đỡ sao? Thật là có hơi không đỡ. Mẹ, giữ phúc cho cháu mẹ mà. Nếu như là người khác chắc chắn không được. Đến cả nhìn cũng không được nhìn. Cháu nội sao? Vậy thì phải nói lại rồi. Cháu nội tôi là Cát Tinh. Tương lai không chừng sẽ mang lại biết bao núi vàng núi bạc cho nhà chúng ta. Bát vàng này mẹ tặng nó. Cảm ơn mẹ. Hải Đường, ra phía sau lấy bát vàng cho tôi. Dạ.